Đảng ta là Chúa Tể Sơn Hà, đảng viên tốt nghiệp lớp 3 trường làng. Đảng ta tiếp tục lên đàn, thi hành sứ mạng trường làng lớp 3. Đảng ta tiếp tục làm cha, nhờ vào trí tuệ lớp 3 trường làng. Đảng làm kinh tế mở mang, cũng là tiến sĩ trường làng lớp 3. Đảng buôn gái Việt đi xa, cũng nhờ góp ý lớp 3 trường làng. Nghị quyết 36 sẵn sàng, từng đoàn cán bộ trường làng lớp 3 sang Mỹ ngồi mát thì ra, hạng lương của đảng lớp 3 trường làng sẽ hơi sắm loại mới sang, tiền này của đảng trường làng lớp 3. Hỡi người chiến sĩ quốc gia, nghĩ gì về đám lớp 3 trường làng? Ông cười ông bảo nghiệp quan, lãnh đạo đất nước trường làng lớp 3. Cho nên ngu quá quá xa, thằng Tàu nó ép cứ là miệng câm. Trường làng với đảng xích đâm, gọi là Hồ Cộng toàn dân thù mày. Đó là một cái bài thơ của một nhà thơ lấy cái biệt hiệu là Đã Có Bỏng, từ thứ hai. Rồi chưa, hãy chị một bài thơ nữa. Bài thơ này có tựa đề là Cố Tình Chiếm Lấy Miền Nam. Bây giờ nó dễ nghe nha quý vị, chứ mà đâm thơ thì tôi ở dưới quê tôi thì không biết thơ, rồi đâm thể điệu lục trăm thiên đi. Cố tình chiếm lấy miền Nam, kéo thêm nửa bước xuống ngang chuồng chù. Lãnh đạo Việt Cộng đuôi mù, giải phóng phòng giải phóng cứu dân rồi. Thế mà can ngô miệng hôi, thiên lên xã nghĩa đời người ấm no. Rứa dời đôi đất ngọt co, đánh theo tư bán ý o thế này. Thị trường kinh tế gắn này, định hướng xã nghĩa ôi hay quá chừng. Giờ mà cứ dẫn tưng bừng, chúng ta lê mát hẳn cũng điên. Cái lũ Hồ Cộng lao liên, ngu như bò to gặp hơn mãi à. Được thằng cốc độc cờ qua, đứng sau hỗ trợ mãi là làm sao. Dân quan đau khổ thét gào, cũng như gió thổi tạt vào đồng quan. Tên nóng nước mạnh mơ màng, lại ôm lê mát ôm hang bác Hồ. Tư tưởng Hồ Chí ô hô, là cái cũ lắng, là cái cũ lắng câu hô người cười.